Những giấy tờ cần chuẩn bị để thành lập chi nhánh gồm những gì? Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh công ty cổ phần bao gồm Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh phụ lục II11, thông tư số 2 trên 2019 trên TTBKHDT. Bản sao quyết định về việc thành lập chi nhánh. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp phụ lục II18, thông tư số 2 trên 2019 trên TTBKHDT, đối với doanh nghiệp hoạt động theo giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chưa thực hiện bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để được cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong giấy phép đầu tư giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đăng ký thành lập chi nhánh trực tiếp ra sao khi muốn thành lập chi nhánh công ty cổ phần thì người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ và thanh toán lệ phí tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính khi nhận hồ sơ phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận trong thời hạn không ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp đăng ký thành lập chi nhánh công ty cổ phần qua mạng điện tử được không pháp luật doanh nghiệp quy định người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền có thể đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để thành lập chi nhánh công ty cổ phần cụ thể như sau người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin tại văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp tài khoản đăng ký kinh doanh trường hợp sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin tại văn bản điện tử ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện, theo pháp luật sẽ nhận được giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Trên đây là các nội dung tư vấn hướng dẫn thành lập chi nhánh công ty cổ phần. Trường hợp quý khách có thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể, hãy liên hệ Phan Lo Việt Nam theo thông tin sau đây. Theo thông tin sau đây.